4 người sống sót trong vụ máy bay Nga rơi ở Afghanistan Ukraine tố bị tập kích khu chợ Đồng Đúc, 25 người thiệt mạng Quân Nga tiến quá nhanh ở Abdiivka Lệnh giá tàn phá nước Mỹ, hơn 80 người thiệt mạng 4 người sống sót trong vụ máy bay Nga rơi ở Afghanistan Cơ quan hàng không Nga Rosavisia cho biết, bốn người sống sót và hai người mất tích trong vụ rơi máy bay chở 6 người ở vùng núi Afghanistan. Trong 6 người trên máy bay, bốn người vẫn sống sót, họ bị nhiều vết thương, số phận của hai người còn lại đang được xác minh. Cơ quan hàng không Nga Rosavisia ngày 21 tháng 1 dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Afghanistan. Ria Novosti cho biết, chiếc máy bay gặp nạn chở theo bốn thành viên tổ bay và hai hành khách, tất cả đều là người Nga. Hai hành khách là một cặp vợ chồng, người vợ ốm nặng khiến người chồng thuê chuyến bay để đến nơi điều trị. Cơ quan chính quyền tỉnh ở Afghanistan cho biết chiếc máy bay rơi ở vùng đồi núi tỉnh Badakhshan, đông bắc đất nước, giáp biên giới Trung Quốc, Tajikistan và Pakistan. Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Badakhshan, Sabihullah Amiri nói rằng khu vực xảy ra vụ tai nạn cách thủ phủ Faisabad của tỉnh 8 tiếng di chuyển. Giới chức Nga đang điều tra nguyên nhân sự việc. Máy bay rơi là một chiếc Falcon 10, hai động cơ, Do hãng Dessau của Pháp chế tạo vào năm 1978, phi cơ được đăng ký ở Nga, thuộc sở hữu của công ty Atlantic Group LLC và một cá nhân. Ukraine bị tố tập kích khu chợ Đông Đúc, 25 người thiệt mạng. Ít nhất 25 người chết và 20 người bị thương sau cuộc tấn công vào khu chợ Đông Đúc ở thành phố Donetsk, hiện do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Quan chức cho Moscow bổ nhiệm cho biết. Video do truyền thông Nga chia sẻ cho thấy cảnh tượng mặt tiền các cửa hàng vỡ vụn và kính vỡ nằm ngổn ngang tại hiện trường, nằm trên mặt đất gần đó là thi thể người. Hiện đã xác nhận được thông tin của 25 người chết, ít nhất 20 người khác bị thương, Denis Fushilin, người đứng đầu chính quyền khu vực do Nga kiểm soát cho biết. Ông Pushilin cáo buộc Ukraine chịu trách nhiệm vụ tấn công và gọi đây là cuộc tấn công khủng khiếp nhằm vào địa điểm dân sự. Ukraine chưa lập tức đưa ra bình luận, AFP chưa thể xác minh ngay bối cảnh xảy ra vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra ở vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Donetsk, cách mặt trận phía đông chưa đầy 15 km theo giới chức. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất ở Donetsk kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Lính nghĩa vụ Iran bắn chết 5 binh sĩ quân đội Một lính nghĩa vụ Iran nổ súng bên trong căn cứ quân sự ở miền nam đất nước, giết ít nhất 5 binh sĩ trước khi bỏ trốn. Tới nay, một lính nghĩa vụ của chúng tôi, người đang làm nhiệm vụ cảnh gác đơn vị, đã đi vào khu vực binh lính nghỉ ngơi và bắn vào đồng đội của anh ta. Hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 21 tháng 1 dẫn lời một sĩ quan quân đội Iran cho hay, kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi doanh trại sau đó và giới trước đang truy lùng anh ta, chưa rõ động cơ của người này. Thật không may, Do vụ nổ súng, 5 đồng đội của người lính nghĩa vụ đã thiệt mạng, bản tin cho biết thêm. Sự việc hiếm hoi tại tỉnh Kerman, phía nam Iran, xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh không ngừng gia tăng sau vụ đánh bom tự sát gần mộ tướng Qasim Soleimani do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thực hiện hồi đầu tháng, khiến 94 người thiệt mạng. Iran gần đây mở một số đợt tập kích nhằm vào mục tiêu mà họ cho là ổ gián điệp Israel tại Iraq và vị trí của nhóm IS tại Syria hay nhóm vũ trang Jai al Tại Pakistan, đáp lại hành động của Iran, Pakistan đã mở chiến dịch chống các nhóm vũ trang mà họ coi là khủng bố, trong đó có đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Zitan, Buluchita, Đông Nam Iran. Loạt diễn biến này khiến nhiều người thêm lo ngại về tình trạng bất ổn ngày càng leo thang ở Trung Đông từ khi chiến sự israel hamas bùng phát đầu tháng 10 năm ngoái, tiềm ẩn nguy cơ làm bùng phát xung đột toàn diện trong khu vực và kéo theo hệ lụy nghiêm trọng. Bầu cử Mỹ xuất hiện bất ngờ, nhiều khả năng tái hiện cuộc đấu giữa ông Trump và ông Biden. Hai ngày trước cuộc bầu cử sơ so bộ ở bang New Hampshire, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đồng thời tuyên bố ủng hộ ông Trump. Hãng tin AFP cho biết quyết định của ông DeSantis được đưa ra vào ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương sau nhiều tháng sự ủng hộ dành cho nhân vật này suy yếu trong một tin nhắn video, thống đốc bang Florida nói rằng, sau khi về đích ở vị trí thứ hai vào tuần trước trong cuộc họp kín ở bang Iowa, ông không thể yêu cầu những người ủng hộ mình tình nguyện dành thời gian và quyên góp nguồn lực của họ nếu không nhìn thấy con đường chiến thắng rõ ràng. Chính vì thế, ông DeSantis đã quyết định dừng chiến dịch tranh cử, đồng thời nói rằng đa số cử tri của Đảng Cộng hòa muốn dành cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump một cơ hội khác. Mặc dù lưu ý rằng có những khác biệt về quan điểm với cựu tổng thống Mỹ, đặc biệt là về đại dịch COVID-19, nhưng thống đốc Florida khẳng định sẽ ủng hộ ông Trump. Sau quyết định của ông DeSantis, việc giành tấm vé duy nhất của đảng Cộng hòa để ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhiều khả năng là đương kim tổng thống Joe Biden. Chỉ là cuộc đua giữa hai ứng cử viên là ông Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Sau khi ông DeSantis từ bỏ cuộc đua, đa số tin rằng khả năng tái đấu giữa ông Trump và ông Biden đã trở nên cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri không muốn viễn cảnh này xảy ra. Quân Nga tiến quá nhanh ở APDFK Chỉ sau một ngày, bản đồ chiến sự ở APDFK đã thay đổi quá nhanh với bước tiến rất lớn của lực lượng vũ trang Nga ở phía tây nam thành phố này. Vào ngày 20 tháng 1, các nhà theo dõi chiến sự và những chiến binh địa phương ở FDFK đã nêu những thông tin gây phẫn nộ về tình hình hoạt động gia tăng trong các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở FDFK, thành phố hiện đang bị lực lượng vũ trang Nga tiến đánh từ ba phía. Ngay cả nhà báo Russophobe Yuri Butusov cũng chỉ trích bộ chỉ huy Ukraine do Vladimir Zelensky lãnh đạo và cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu quân tiếp viện nghiêm trọng và sự thất bại sắp xảy ra của nhóm quân phòng thủ Ukraine ở mặt trận này. Theo giới truyền thông Ukraine ngày 21 tháng 1, tình hình đang diễn ra một cách nguy cấp ở FDFK khi quân Nga đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ ở phía Nam và Tây Nam, dần khép chặt vòng vây FDFK, biến thành phố này trở thành một nồi hầm đúng nghĩa. Theo đó, quân Nga đã chiếm được nhiều ngôi nhà ở ngoại ô phía tây nam FDFK một cách dễ dàng, hầu như không gặp phải sự phản kháng nào bởi lực lượng Ukraine hầu như đã kiệt sức. Một số nhóm quân Nga tiến vào các đường Chernyshevsky, Spoktinaya và trong khu vực khu phức hợp Saskaya Okhta ở phía tây nam thành phố này mà không cần bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào. Họ chỉ đơn giản là tiến vào vì quân đội Ukraine đơn giản là không có đủ người và phương tiện kỹ thuật để kiểm soát tất cả các cuộc tấn công và đột nhập của quân Nga. Ngày 21 tháng 1, bộ binh của lực lượng vũ trang Nga đã triển khai thế trận dọc theo các đường Chernyshevsky, Spoktinaya và trong khu phức hợp Saskaya, Okota ở phía tây nam thành phố này, chuẩn bị cho cuộc tấn công khiến nút thắt phía tây chuẩn bị khép lại. Trong vòng một ngày 20 tháng 1, quân Nga đã kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1,5 km và sâu tới 700 m, đồng thời bắt đầu củng cố được chỗ đứng. Các nguồn giám sát thân Ukraine ở FDFK trong vùng xám này cũng buộc phải thừa nhận bước đột phá của Nga đã xảy ra. Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm đóng một số chiến hào tiếp giáp với khu vực nhà gỗ và tuyến đường sắt dẫn đến khu vực Chaskaya-Ukota. Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui về những tòa nhà đầu tiên của khu đô thị nhiều tầng ngoài ô Abdiyevka. Lạnh giá tàn phá nước Mỹ, hơn 80 người thiệt mạng Theo thống kê của kênh CBS News, tính đến ngày 21 tháng 1, ít nhất 89 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến lạnh giá trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, nhiều bang của Mỹ thời tiết lạnh giá không có dấu hiệu suy giảm trong tuần này cũng theo CBS News, hàng chục triệu người ở Mỹ một lần nữa phải đối mặt với thời tiết cực đoan với nhiệt độ giảm sâu khi một luồng không khí lạnh giá từ bắc cực di chuyển về phía nam. Nhiều vùng ở Mỹ bị bao phủ hoàn toàn bởi băng tuyết. Tại Chicago, không khí lạnh đã làm nhiệt độ giảm xuống âm 34 độ C, ở những nơi khác, tại các bang như Texas, Alabama và Georgia, nhiệt độ dao động trong khoảng âm 6 đến 6 độ C vào cuối tuần trước. CBS cho biết, Bộ Y tế bang Tennessee đã xác nhận Ít nhất 25 trường hợp tử vong liên quan đến điều kiện thời tiết trong nhiều ngày qua, trong khi 16 người khác thiệt mạng trong nhiều vụ việc khác nhau ở bang Oregon, miền Tây nước Mỹ. Bang Oregon cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hơn 45.000 người bị mất điện do bão tuyết. Các trường hợp tử vong cũng đã được báo cáo ở nhiều tiểu bang khác, bao gồm Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, New York, New Jersey. Tại bang Mississippi, các quan chức đã yêu cầu người dân lưu ý đến các điều kiện thời tiết khi lái xe trên đường và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Các nhà dự báo khí tượng của Mỹ cho biết, thời tiết lạnh giá nhiệt độ dưới mức trung bình dự kiến sẽ kéo dài đến hết tuần này. Theo Weather Channel, nền nhiệt ở bờ đông nước Mỹ có thể sẽ tăng vào giữa tuần. Điều này giúp tan băng tuyết nhưng dẫn đến nguy cơ lũ lụt ở một số khu vực. Thủ tướng Israel từ chối điều kiện chấm dứt giao tranh của Hamas. Thủ tướng Netanyahu bác bỏ điều kiện của Hamas về việc chấm dứt xung đột và thả con tin, trong đó có yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Để đội lấy việc thả các con tin, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả những kẻ giết người, hiếp dâm và để Hamas nguyên vẹn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21 tháng 1 cho hay, tôi bác bỏ hoàn toàn các điều khoản đầu hàng mà Hamas đưa ra, ông tuyên bố. Khi máy bay Israel tiếp tục ném bom Khan Yunis ở phía nam giải Gaza, thủ lĩnh cấp cao Hamas Sami Abu Zuhi cảnh báo việc lãnh đạo Israel từ chối chấm dứt chiến dịch quân sự, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội trở về cho những người bị bắt. Theo thỏa thuận do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian vào cuối tháng 11 năm 2023, Hamas đã trao trả hơn 100 người trong khoảng 240 con tin bị bắt đến giải Gaza, đổi lại việc Israel thả 240 người Palestine bị giam trong các nhà tù của nước này. Kể từ đó, ông Netanyahu đã phải đối mặt áp lực ngày càng tăng với nhiệm vụ giải cứu tất cả những con tin còn lại. Diễn đàn gia đình con tin và người mất tích Israel yêu cầu Thủ tướng Netanyahu phải tuyên bố rõ ràng chính quyền sẽ không bỏ rơi thường dân, binh lính và những người khác bị bắt cóc trong cuộc đột kích của Hamas hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Netanyahu hiện tại cũng có quan điểm mạnh mẽ hơn về vấn đề nhà nước Palestine so với trước đây. Tôi sẽ không thỏa hiệp trong việc kiểm soát an ninh toàn dân của Israel đối với tất cả vùng lãnh thổ phía tây sông Jordan, ông nhấn mạnh, việc thành lập một nhà nước Palestine có thể gây ra mối nguy hiểm hiện hữu cho Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.